Rồi, mình bắt đầu học ha. Hôm rồi là mình đang làm bài tập phải không? Đang làm bài 1. Mấy cái khung đỏ đỏ là cô yêu cầu tụi con ở nhà làm, vô cô sửa. Rồi, giờ mình sửa ha. Bài 1 là yêu cầu tính khối lượng ha, tính khối lượng là m nhỏ của những cái chất yêu cầu trong khung. Rồi. Alo số 1. Vâng. Số 1 là dùng con 11 hả con? Khối lượng ký hiệu là chữ gì? Mời nhỏ. Đúng rồi, m nhỏ, mình đang tính m nhỏ của chất nào? KOH. KOH, vậy thì công thức bằng gì nè? Bằng N nhân M lớn. Bằng N của KOH ha, nhân cho M lớn của KOH. Rồi, thế số vô cho cô rồi. Vậy thì trước đó mình đi tìm 13. 0,3. Rồi M lớn con bấm nhiêu nè, đọc M lớn cho cô luôn ơi. 56. Rồi, này mình tự tính ha. Có thể là mình tính M lớn trước rồi sau đó mình xuống mình thế vô. 56. Rồi, bằng 16,8. 16,8 nha. Rồi. Ok, bạn số 1. Rồi, số 2 là dùng cô câu 12. Cô Nguyên là dùng cô Nguyên. Đi rồi. Ủa, phải yêu lớn rồi ta. Thư, Thư làm giùm cô đi. Thư 12 Thư. Dạ con đúng không cô? Rồi Thư số 4 á. Dạ thư cô là M FO 43. Mình tìm M lớn trước đi ha. Tìm M lớn trước rồi xuống mình thế vô. Con bấm vô ra bao nhiêu nè? Dạ không, từ con. Bao nhiêu con? Con bấm vô mới bấm hả? Dạ. Rồi. Thuộc nguyên tử khối hả? Không nhắc cho cô này, năm sắc là nguyên tử khối là bao nhiêu nè? Thưa cô, sắc nguyên tử khối là 56. Đấy, rồi lưu quỳnh. Lưu quỳnh 32. Ok, rồi oxy. Dạ 16. Rồi rồi bấm cho cô phân tử khối nên ra bao nhiêu khối lượng mol, bao nhiêu? Dạ con ra là 400. Đúng rồi, 400 gam mol. Rồi sau khi có M lớn thì mình thấy vô công thức tương tự như bạn câu 11 nè nha. M nhỏ của Fe2 có được 43 thì bằng mol nhân cho M lớn. Mol là mol của Fe2 43 ha, M lớn là của Fe2 43 ha, cô ghi mol nhân M lớn nha ha. Rồi thế vô mol là 1,2. Ok, rồi M lớn mình mới tính được thế xuống. Rồi cho cô xin kết quả. Dạ. Dạ thưa cô bằng 480. Như con 400 480 80 đúng không? Dạ. Rồi ok bạn Thư. Tiếp tục. Cát Tiên là dùng cô 13 đi Cát Tiên. Alo Cát Tiên. Bảo là dùng con Bảo. Dạ con. Rồi là dùng con 13 Bảo. Con 13 hả con? Rồi là M M M lớn chưa? N A C L. Rồi bạn nhiêu con? Rồi cô bằng N. Chưa con M lớn. M lớn tính M lớn trước đi để hả thế vô con thức nè. Dạ.
Hồi nãy cô ép bạn vô lớp nha. Dạ cô ơi, con nói được rồi cô. À con nói được rồi hả? Rồi vậy hả, con làm câu kế tiếp ha. Dạ. Ờ cô ơi, hôm trước con nghĩ cho con chưa hiểu lắm cái này cô. À vậy hả? Rồi. Dạ. Ok rồi, đây cái gì? Không mấy bạn coi mấy bạn làm mà con bắt chước con làm theo ha. Rồi coi dạ. Bạn qua các câu nè. Rồi, tiếp theo Bảo M lớn tính sao dạ. Bảo? M lớn cô. M lớn là nó bằng với phân tử khối đúng không? Mà phân tử khối mình học chưa? Được rồi. Ở hướng dạy hồi chương 1 rồi đúng không? Rồi. Dạ. Tính là M, natri tử khối nhiều. Dạ 23. À 23. Rồi. Còn lo. Dạ 35,5. À 35,5 vậy ra bao nhiêu nè? Từ lại con chút con. À. Nhỏ không được hả? Không máy đây hả? Cứ nhỏ xíu à. 58,5. À 58,5. Ở đơn vị của M lớn là gam. Gam trên mol nha. Rồi, à. Sau khi có M lớn xong mình tìm M nhỏ, này là công thức nha. Công thức tính khối lượng. Khối lượng thì bằng gì Bảo? Đó là bằng công thức cần số mol nhân để nhân cho M lớn. M lớn rồi, thấy vô mol này cho nhiêu nè? À, 0,6. Rồi M lớn mới tính được. Dạ nhân cho 58,5. Rồi đó con tính thôi ra nhiêu. Vậy là bằng 35,1. 35,1 gam. Rồi ok thấy Bảo. Rồi. Rồi tiếp ha. Câu 14. Rồi bây giờ Cát Tiên làm với cô là Cát Tiên. Dạ cô. Rồi bây giờ con muốn tính khối lượng ha, con tính khối lượng của 0,35 mol CA đậu 32 lần. Như mấy bạn hồi nãy giờ nè, con thức tính nè. Khối lượng ha sẽ bằng số mol nhưng cho M lớn đúng không? Đây là con thức tính. Được hết đi. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ muốn tính khối lượng là con phải có mol nhưng có M lớn. Mol thì cho rồi nè, 0,35 nè. Vậy thì trước đó con phải tìm M lớn trước nha. M lớn là khối lượng mol. Bữa bài mol có học không? Dạ có. Đó, đúng không? Ờ, M lớn là khối lượng mol. Và khối lượng mol thì giá trị đó bằng phân tử khối. Thì tôi tính cho cô coi nè. Canxi nguyên tử khối nhiêu nè? Ờ, dạ thưa cô, canxi nguyên tử khối là 40. Đúng rồi, nitơ. Dạ cô, nitơ là để con nhớ. Dạ là 14. Đúng rồi, oxy. Dạ oxy là 16. Rồi, con bấm khối lượng mol cho cô coi nó ra nhiêu. Dạ. Dạ là 86. Nhưng có 86 thì con bấm kỹ lại, bấm kỹ lại. Đâu? Này đâu con triển khai ra cho cô. Ví dụ như thế số dư thì sao ta canxi là 10, phải không? Rồi. Dạ. Nitơ, nguyên tử khối của nitơ là 14. Nhưng mà con phải nhân cho mấy lên? Dạ cho 2. Đúng rồi, con nhân cho 2 lên. Rồi còn oxy thì nhân mấy? Dạ oxy cũng nhân cho 2. Đâu có nhân cho 2 đâu ta. Nè. Đó. Dạ, lại dạ, nhân cho 6. Dạ, nhân cho 6. Vậy là nãy bị sai chỗ đó đúng không? Dạ. Rồi, tóm lại. Dạ là 164. Đúng rồi, 164. Ha, gam trên mol. Rồi, có M lớn xong mình thấy vô công thức ha. Khối lượng, cô kiếm trống trống dưới này. Qua đây đi. Rồi, khối lượng của CaNO3 2 lần. Rồi công thức bằng gì nè? Dạ thưa cô, công thức là 0,35 nhân 164. Đúng rồi, N nhân M lớn, mà thế vô mol là 0,35. Rồi M lớn là
mình mới tính ha, 164 dạ. Tám ra nhiêu ra? Dạ thưa cô là 57,4. Rồi 57,4 gam. Rồi được không Tiên? Dạ được. Được khi cái này là cái công thức, còn khối lượng thì là cái công thức tính. Rồi mình thế như bên toán, bên lý cũng có công thức, con thế vô. Học nào lớn thì mình phải thế cái đó là mình thế vô. Được ha. Đấy, cô bôi trên đây đi hết bảng rồi. Tới 15 bạn Nhi, Nhi mới vô không nghe đi. Nhi ơi. À dạ dạ. Rồi, Nhi làm dùng cô câu 15. À dạ thưa cô là đầu tiên tìm m lớn của BACO3. Rồi. À dạ thưa cô là bằng 137. Rồi. Dạ cộng 12. Rồi. Dạ cộng 3 nhân 16. Rồi. Bấm cô cái mà lớn ra nhiều. Dạ thưa cô là bằng 197. À 197 gam trên mol. Dạ, gam trên mol. Đúng rồi. Rồi tính khối lượng. Khối lượng của BaCO3, khối lượng thì là gì con? Dạ thưa cô, khối lượng là bằng N nhân với M lớn. Ok, rồi thấy vô, mol đề cho bao nhiêu nè? Dạ là 0,15. Rồi, M lớn. Dạ M lớn là 197. Rồi, bạn dạ thưa cô là bằng 29,55 gam. 29,55 gam, ha. Rồi, ok. Vậy thì cái dạng này, dạng tính khối lượng này thì mình tìm m lớn, rồi xong mình ghi công thức tính thì mình thế số vô thôi nha. Rồi được nha, cô xóa bảng ha. Rồi tiếp cái ô từ 21 tới 25 là cũng chưa làm nè. Rồi, cô cắt ra mình làm ha. Rồi, giống đợi cô mở cái viết kia lên. Rồi tới bạn bạn nào ta, bạn Nhi xong rồi phải không? Tới bạn Hoàng số 7 Hoàng ơi. Dạ. Rồi làm cho cô câu 21 ha, được không? Con có coi trước câu này ở nhà chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Bây giờ con muốn tính khối lượng, phải không? Con muốn tính khối lượng của nguyên tử cảm thì con phải có gì? Con muốn tính khối lượng, con khối lượng thì bằng gì? N nhân M. Đúng rồi, mol của kẽm nè nhân cho M lớn của kẽm. M lớn của kẽm con tính được không? Dạ được. Nhiêu nào? Dạ là được không? Dạ 65. 65, anh nhắc rồi, có nghe 65 rồi. Rồi. Tôi có không? Tôi nhắc không? Rồi còn mol, vậy là sao mình có mol. Từ từ nguyên tử nè, từ số lượng nguyên tử lên sao mình đưa về được số mol. Vậy đâu con nhắc lại cho cô coi 1 mol ha. Mình nếu mình xét mà 1 mol nguyên tử kẽm thì nó có bao nhiêu nguyên tử kẽm trong đó? 1 mol kẽm có bao nhiêu nguyên tử kẽm trong đó? Nhớ không? Nhớ không? Con số Avogadro á, mình học bài đầu của chương á. Con số gì nhớ không? Có nhiều nguyên tử. Quên hả? Quên thiệt luôn hả? Mới học mà. Đâu bạn nào nhắc chạy cho cô rồi, ai nhớ nè. R
Lộng nhớ không Lộng? Một môn kẽm có bao nhiêu nguyên tử kẽm Lộng? 6 × 10 mũ 23. Đúng rồi, 6 × 10 mũ 23 nguyên tử kẽm, giờ đó. Mà bây giờ là con có bao nhiêu nguyên tử? Lộc là nhiêu con? Dạ 65. 3 × 10 mũ 23 nguyên tử, giờ vậy con xì lại được bao nhiêu mol không? Xì lại cái chấm hỏi này nè, là bao nhiêu mol được không? Đúng không? Này, phiên bản này dùng cô đi. Đúng không con? Hả? Dạ không. Bao nhiêu? Được rồi. Tam nhân chéo chia ngang á, được không? Một mol thì có nhiêu đây thì bao nhiêu nguyên tử này thì cần là bao nhiêu mol, tương ứng là bao nhiêu mol? Lấy 3 × 10 mũ 23 sao nè, nhân chéo lên, nhân 1, có 1 nhân 1 chia cho 6 × 10 mũ 23, có nghĩa là mình lấy 3 × 10 mũ 23 mình chia cho 6 × 10 mũ 23 đó, thì nó ra bao nhiêu? Chia 1 rồi gì nữa cơ? Nhân 1 con này, nhân 1, nhân chéo lên nè, nhân 1 nhưng mà chia là chia cho 6 × 10 mũ 23, tức là lấy 3 × 10 mũ 23 chia cho 6 × 10 mũ 23, vậy là 10 mũ 23 đơn giản phải không? 3 chia 6 0.5, đúng không? Rồi phải không Hoàng? Được không con? Bài mà toán chia được không? Sao ra số lớn con nhập cho cái lúc con nhập vô máy tính á, để con mở cái máy tính lên cô chỉ nè. Này nè, con lấy 3 × 10 mũ 23 nhân chéo là nhân 1, chia cho này đúng không? Nhưng mà nhân 1 khỏi nhân đi, nghĩa là mình lấy cái con số này nè, mình chia cho con số này nè. Thì mình nhập số, mình đừng nhập bài toán chia. Mình nhập bài toán chia mình phải mở ngoặc, đúng không? Nè, chia cho 6 × 10 mũ 23. Thì bên toán là con biết rồi, tử trên tử với mẫu có 10 mũ 23, vậy là mình sẽ rút gọn nữa, được không? Thì chỉ còn 3 chia 6 thôi đó, nó ra là 0.5. Ồ không? Còn con muốn bấm lại toán chia thì con phải ghi như nè, 3 × 10 mũ 23. Nếu mà con nhập bài toán chia là con phải nhập dấu chia, con mở mặt ra, được chưa? Đó, 6 × 10 mũ 23 nghĩa là 6 × 10 mũ 23 có trong mặt á. Đừng máy nó hiểu là nó chia trong cái cụm này, nó mới trả cho con ra là 0.5, được không? Yeah. Rồi, còn nếu mà con bấm, mà con bấm 3 nè, nhân 10 mũ 23, chỉ cho mấy bạn nè, để thôi bấm sai nè. Rồi, mà con bấm là chia 6 × 10 mũ 23, tức là con không có mở ngoặc ra đó, thì máy tính của con nó sẽ hiểu là nó lấy 3 × 10 mũ 23, nó chia cho 6 trước, đó, nó ra một con số gì đó, mà sao 10 mũ 23 lên. Kết quả của con nó quá trời luôn, chưa? Nha, chưa lên dạng này bấm phân số đi, đừng bấm bài toán chia, con mở ngoặc ha, bấm phân số, tức là lấy cái con số đề cho, chia cho 6 × 10 mũ 23, nó sẽ trả lại giá trị mol cho mình, ha, được không nhớ? Có ai không hiểu không? Ủa cô này không có giơ tay phát biểu được. Cái này, ủa bên phòng tụi con không có hả? Dạ không. Không hả? Cô cũng không rành, nó có cái biểu tượng như tay không nữa. Ờ vậy là không có rồi, đây cô hỏi lại coi. Rồi bạn nào có muốn phát biểu thì có việc mở mic lên, cô ơi, cho con xin phát biểu gì đó ha. Rồi rồi nói rồi, được không? Cô cũng không biết là nó có biểu tượng như tay không. Để cô hỏi lại coi, có gì buổi sau cô nhắn lên group chưa. Rồi vậy thì rốt cuộc chỗ này là 0.5 mol ha. Vậy thì để tìm mol, mình tìm mol kẽm. Chỉnh cái chiếc này. Rồi vậy Hoàng tím nè Hoàng, mol kẽm bằng nhiêu Hoàng? Dạ là 0.5. Là mình lấy cái số lượng nguyên tử đề cho, được không? Mình chia cho con số 6 × 10 mũ 23, là nó ra 0.5 mol nè. Rồi con có mol không? Thì em mà lớn nãy con nói là bao nhiêu? Dạ là 65. 65 gam trên mol. Rồi con có mol, con có khối lượng thì con tìm em mol nhỏ thôi. Xin lỗi, mol với em mol lớn. Mình tìm mol nhỏ, mình thế số vô. Thế vô cho cô rồi, nào là nhiêu?
Dạ 0,5. Rồi m lớn. Dạ nhân 65. Rồi bấm con nó bao nhiêu gam? Dạ 32,5 gam. Ờ 32,5 gam. Vậy thì cái dạng này, nó hơi cực hơn hồi nãy một xíu, đó là nó chưa cho sẵn số mol. Ở không, hồi nãy là cho mol sẵn luôn, mình chỉ việc tính mol lớn mình thế vô thôi. Rồi bây giờ đề là chưa có cho sẵn số mol, mình phải dựa vào cái số lượng nguyên tử hoặc phân tử mình đưa về số mol. Thấy gì công thức ha. Rồi. Rồi vậy là cái này như là câu mẫu ha. Rồi cô. Cô nghe. Có bạn nó không hiểu, có bạn nó không hiểu được. Bạn nào không hiểu đâu? Nhắn trong cái WhatsApp. Bạn nào không hiểu mở viết lên. Rồi. Xong rồi. Tên gì nè? Rồi con không hiểu chỗ nào đó con nghe. Dạ con là con không hiểu tại sao có mấy cái số đó đó con. Sao sao lớn lên nào con nghe. Dạ con không tìm ra được mấy cái số đó trong sách nên con không biết là mấy cái số đó kiếm đâu ra. Kiếm đâu ra hả? Ủa cái dạ. Cái tiền hỏi con phải không? Dạ không, con Thư, con số 4. À, cái một môn mà có 6 × 10^23 nguyên tử là con biết chưa? Mình học rồi mà. Phải không? Học bài môn đó, tức là một môn chất nào đó thì sẽ chứa một cái lượng số lượng nguyên tử hoặc phân tử là 6 × 10^23. Được không? Dạ. Dạ rồi. Còn cái con số 3 × 10^23 tùy đề bài. Nghĩa là đề bài mỗi bài nó sẽ có một cái con số khác nhau để mình quy lại coi là bao nhiêu môn, được không? Được không Thư? Dạ được. Được à, hiểu rồi. Có nghĩa là con hiểu cái hàng này là cái hàng mặc định, là cái hàng một mol là có một cái lượng nguyên tử là 6 × 10^23, là cái này bài nào cũng vậy, được không? Còn cái số lượng nguyên tử mà bao nhiêu nè, ví dụ như 21 cho tới 25, là mỗi bài mỗi con số khác nhau thì tùy mỗi cái con số đề cho mình sẽ tìm lại cái số mol tương ứng trong con số nào đó, được không? Được được chứ Thư? Dạ được. Được rồi ha. Cái bài học dùng cô là một mol là có cái lượng nguyên tử hoặc phân tử là 6 × 10^23, cái đó là phải thuộc ha. Còn con số này thì tùy mỗi đề bài người ta cho mình sẽ tìm lại số mol nó khác nhau ha. Rồi chị xóa bảng nha. Tiếp theo câu 22 tới ai ta? Tới bạn Lộc phải không Lộc? Dạ. Rồi, nãy dùm cô Lộc, giờ sao Lộc? Dạ, ghi công thức ra trước đúng không? Ghi công thức cái ngang. Rồi, M của NaCl thì bằng gì nè? Dạ, bằng là N NaCl của M lớn. Rồi, nhân cho M lớn, rồi. Đi tính số mol của NaCl. Rồi, bằng cách? Là bằng 7,2 × 10^22 chia cho 6 × 10^23. Đó, à, chia cho 6 × 10^23 thì mình sẽ tìm lại được nó là bao nhiêu mol. Từ từ. Bấm chính xác nha. À, dạ ra 0,12. 0,12. Rồi, có mol rồi nè. Vậy là tìm được, có được N rồi nè, phải không? Vậy tìm gì nữa? Được. Tìm M. Ờ, M lớn. Rồi, bạn như nào? Ai? Từ từ con. À dạ, bằng 23. 23, cộng. À, cộng cho 35,5. Rồi, 3. Và bằng 58. Ờ, 58,5 gam trên mol. Dạ. Rồi, có mol, có M lớn, ờ, tìm M nhỏ nha. Tìm ở đây nha, M nhỏ của NaCl. Rồi mol nha mọi người. Mình thấy được thôi. Nhưng mol là 0,12. Rồi, mol lớn. Tổng cộng là bao nhiêu? Là 7,02. À 7,02. Nha. Rồi. Rồi cảm ơn bạn Lộc ha. Rồi tiếp bạn Ngô. Dạ con. Nhật không? Rồi tới 23 nhỉ. Dạ là
m nhỏ của H2SO4 hôm trước không? Dạ bằng là n nhân cho m đó. Dạ là con tìm m lớn trước luôn. M lớn trước hả? Tìm mon trước đi, tìm mon là tìm m lớn, đi rồi trước nữa. Dạ H2SO4. Rồi. Dạ là bằng là 2.1 nhân 10 trên 3. Dạ chia cho 6 nhân 10 bốn 23 là bằng 0.35 mol. 0.35. Rồi. Không mol, tìm gì nữa? Dạ m lớn của H2SO4. Rồi. Dạ là 1 nhân 2. Dạ cộng cho 32. Đúng rồi. Dạ cộng cho 16 nhân cho 4. Dạ là bằng 98 gam trên mol. 98 gam trên mol. Rồi, có mol, có m lớn, thấy chưa con mất không nha. Cô thấy lên đây luôn nha. Bằng nhiêu nào? Dạ. Dạ để tính với cô. Rồi, cô thấy vô là con tính thử. Dạ không phải 35 nhân cho 98 gam. Rồi. Dạ bằng 34.4. Ủa 34.3. 34.3 vậy không? Dạ gam. Rồi chính xác nha. Rồi ok, cảm ơn bạn Nhược. Rồi tới bạn Bảo Ngọc. Bảo Ngọc làm giùm cô 24 Ngọc. Dạ. Rồi sao đây? Dạ, đây là em M của SO2 bằng n nhân cho m lớn. N của SO2 nhân m lớn SO2. Rồi giờ tìm mol ha. Bằng bằng gì con? Lấy cái số phân tử. Là 1.8 nhân 10 mũ 22 chia cho 6 nhân 10 mũ 23. Rồi. Bao nhiêu con? Con đen bắn. Bao nhiêu nó lớn lên nè? Dạ. Kết quả là bao nhiêu mô? Dạ là 0.03. 0.03 đúng không? Chính xác nha. Sai, sai số mol là dẫn tới khối lượng sẽ bị sai đó. Rồi, m lớn bao nhiêu nè? Dạ, m lớn bằng 32. 32 cộng 16 nhân 2. Ok. Bằng 64. Game trên mô. Rồi thấy lên thôi. Mô là 0.03, m lớn là 64. Rồi ba. Dạ là bằng 1.92. 1.92. Dạ. Rồi ok ha. Rồi tới bạn Trúc. Trúc là dùm cô câu 25 đi Trúc. Dạ. Dạ là m của CaO bằng n nhỏ nhân m lớn. Rồi, n nhỏ nhân m lớn. Rồi, xin nhầm tìm hai này đừng thấy lên ha. Dạ là n của CaO là bằng 4.8 nhân 10 mũ 22 chia cho 6 nhân 10 mũ 23 để con tính. Rồi, con tính.
Dạ là bằng 0,08 mol. 0,08 mol. Rồi, có mol thì M lớn. Dạ là bằng 32 canxi con canxi. Dạ là 40. Đúng rồi. Cộng 40 cộng cho 39,9. Oxy con, oxy. Dạ là 16. À. Dạ là bằng 56 gram trên mol. Đúng rồi. Rồi thế lên đây nha. 0,08 nhân 56. Rồi bằng. Dạ là bằng 4,48. Rồi đơn vị là. Dạ là gram. À là gram. Rồi ok, xong bài 1. Rồi như vậy thì bài 1 của tụi con tóm lại là nó có mấy kiểu, ba kiểu đúng không? Cho sẵn mol như thế này nè, thì mình chỉ việc mình tính mol lớn, mình thấy cho công thức. Rồi hỏi cái ô từ 16 tới 20 là cho thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn, con phải xài công thức con đưa về số mol. Nó có số mol thì con mới tìm mol lớn, con mới tính khối lượng được. Rồi còn cái ô cuối cùng này là cho dưới dạng số nguyên tử hoặc phân tử, mình sẽ lấy cái số nguyên tử hoặc phân tử đó ha, mình chia cho 6 nhân 10^23 thì mình tìm lại số mol nên mình cũng tìm khối lượng nha. Rồi bây giờ mình sang bài 2 là yêu cầu tính số mol nha. Bài 2 là yêu tính số mol. Rồi cắt 5 cái đầu tiên. Rồi tới bạn Tường Vy, bạn cho cô số 1 Tường Vy. Dạ. Rồi số mol ký hiệu là chữ gì? Dạ là N nhỏ. Dạ, N. Rồi nhỏ thì bằng gì ta? Công thức tính số mol thì bằng gì? Nó nhắc lại cho cô công thức cái là công thức tính m nhỏ, phải không? M nhỏ thì bằng gì? Mol nhân cho. Dạ là mol nhân cho mol bằng n nhỏ nhân m lớn. Rồi vậy thì mình tính mol n thì bằng gì? Suy công thức được rồi. M nhỏ. Đúng rồi, chia cho m lớn ha. Cát Tiên ơi. Dạ. Chú ý công thức này hay Cát Tiên, có nghĩa là mình có cái công thức này. Khối lượng thì bằng số mol nhân m lớn. Thì để tìm số mol mình sẽ lấy khối lượng chia cho m lớn, đúng không? Dạ. Như mình chuyển đổi công thức vậy đó ha. Rồi, bạn Tường Vy tiếp nha. Rồi, thế vô m của Fe chia cho m lớn của Fe. Rồi thế số cho cô nè. M nhỏ nhiêu Vy? Dạ là m nhỏ là để cho khối lượng nhiêu con? Dạ là 28. 28. Còn m lớn? Dạ m lớn là 56. Đúng rồi, đường hợp bị đơn giản theo mình thế luôn, mình khỏi tính riêng. Khi nào mà nó là cái hợp chất phức tạp á thì mình phải tính riêng nha, làm dễ mình thấy luôn. Rồi bấm cô bao nhiêu mol? Dạ là 0,5. 0,5. Rồi, đó. Tiếp. Số 2. Quay lại hen. Mình thắng này nhìn cô thắng. À. MCO. Mol không? Tính số mol. N. N của CO. MCO bằng M. Bằng MCO. Chia cho. Trên M lớn. Đó, vậy đó. Rồi, M nhỏ thì cho nhiêu? 64. Rồi, M lớn. 64. 64 luôn. Vậy thì nó ra bao nhiêu mol? 1. 1 mol. Rồi, dễ, không gì hết. Rồi, nếu như là thuộc công thức. Không phải thuộc công thức để thấy số vô tính.
Rồi Phương Uyên làm tiếp đi Phương Uyên, nhôm con. Alo Phương Uyên. Cô Phương Uyên bị gì hay gì đó. Rồi Nhi là nhìn cô đi Nhi. À, dạ thưa cô, N N bằng M N chia cho M lớn A N. M lớn A L, thấy chưa? Dạ là bằng 5,4 chia cho 27. Rồi. À, dạ thưa cô là bằng 0,2 mol. Rồi, 0,2 mol. Ok ha. Tiếp. Số 4. Thư làm cho cô Thư. Dạ. Dạ thưa cô là M nhỏ C trên M lớn C. Rồi, thấy rồi. Bà. Dạ từ từ tí nè. Dạ 4. Rồi. Phần. Dạ 4 phần 12. Đúng rồi, 4 phần 12. Dạ thưa cô là bằng giá bằng 1/3. 1/3 nó bị lẻ đúng không? Có nghĩa là nó ra số thập phân vô hạn phải không? Nghĩa là nó chạy hoài phải không? Dạ. Vậy thì tới đây tụi con để phân số, tụi con làm sắp xỉ cũng được, vì nó dùng khoảng 2 chữ số này nè. 0,33 mol ví dụ vậy ha. Làm tròn thôi. Dạ. Rồi. Rồi còn câu 5. Chuyên câu 5 vô luôn ha. Tới bạn Tiên, cái tiên là dùng cô đi cái tiên. Dạ thưa cô là, dạ thưa cô sẽ bằng n của b bằng m nhỏ b chia cho m lớn b. Ok. Rồi thấy vô m nhỏ bằng. Dạ là 62 chia cho 31. Đúng rồi. À. Dạ thưa cô là bằng 2. Nhưng mà thuộc công thức mình hết đúng không? Nha. N nhỏ bằng m nhỏ chia m lớn. Vậy các tiên ví dụ cũng muốn tìm m lớn thì sao các tiên? Tức là cũng từ công thức này nếu cô muốn tìm m lớn thì sao ta? M lớn thì bằng gì? Dạ thưa cô là bằng m nhỏ chia cho n. Đúng rồi, m nhỏ chia cho n. Vậy đó. Tức là mình học một công thức thôi, mình học công thức gốc này thôi nè. Cái khi làm bài á, mình viết ra ngoài ngáp công thức này, đề hỏi đại lượng nào á thì mình chuyển đổi công thức nha. Rồi, cô sao bảng nha. Rồi tiếp tục cũng tính số mol. Cắt ra cái khó không đi ha, mình làm từ từ ha. Rồi tiếp nha, tới bạn Bảo là những câu sáu Bảo. Dạ con. Câu sáu con. Dạ. Mon, phải không? Mon là bằng gì? Đó là cho bằng n n n2. À. Rồi. Bằng n2 chia cho n nhỏ thì bằng gì? Dạ bằng m lớn. Gì vậy? Công thức công thức. M nhỏ chia cho rồi chia cho. Ủa sao vậy? Sao vậy? Nãy giờ mô thì bằng gì? Số mô thì bằng khối lượng chia cho. Chia cho m lớn. Chia cho m lớn. Rồi mình thấy vô nè. Khối lượng đề cho nhiều. Dạ khối lượng đề là 0,56 gram. Rồi m lớn không tính, sao tính vô đây luôn, thấy số vô đây luôn rồi. M lớn. Dạ. Đây là tính là thấy vô m lớn rồi 2 14. Bằng 14 sao nữa? Nhân 2. 2 nhân 2 nhiêu nè? Dạ 26. 20 mấy. 2 là 20 mấy.
Rồi, bạn nhiêu môn? Nhiêu bảo? 0,02. 0,02. Rồi, môn nha. Rồi, tiếp tục câu 7 tới bạn Hoàng, bao nhiêu câu Hoàng? Dạ. N H2. Rồi. M nhỏ của H2. Rồi. Chia M lớn H2. M nhỏ nhiêu nào? Dạ là 0,04. Rồi, M lớn. Dạ là 2. Dạ là 2 nha. Rồi, bằng. Dạ bằng 0,02. Rồi, 0,02. Đơn giản mà. Rồi, tiếp. Tới bạn Lâu, bao nhiêu lâu? Dạ, con số 8. 14,625. Rồi, công thức nè. M nhỏ chia cho M lớn nha. Cô ghi mờ nhỏ chia mờ lớn nha, tôi ghi là con ghi là mờ nhỏ dạ. Của thầy ACL và mờ lớn của thầy ACL nha. Rồi thế vô. Dạ bằng 23 chia cho 23 cộng cho 35,5 và 58,5. Rồi. Bằng. Dạ bằng 0,25. 0,25. Bạn Nhật, là nhiều cô Nhật, câu chín nha. Dạ là N của H2. Rồi. Dạ là bằng M nhỏ chia cho M lớn. Rồi, thế vô. Dạ, M nhỏ là 3,6, còn M lớn phải tính luôn. À, tính, rồi tính. Chia cho M. Rồi tính M lớn ngoài nè, thế vô, nhiêu ta? Dạ. Một. Dạ là 1 nhân 2. Dạ cộng cho 16. Dạ là bằng 19. Ủa. 18 gram trên mol. Sao ra 19 bạn? Dạ là bằng 0,2 mol. À, 0,2 mol. Rồi, tiếp tục bạn Nhân, tới bạn Ngọc. Ngọc là dùng cô câu 10. N của salon 2 bằng M chia cho M lớn. Rồi, thế giờ nè. Bằng 0,44. Rồi, M lớn chia cho 44. À, tính M lớn ngoài nó ra 44 nha. Bạn bấm kiểm tra nha. Rồi, nhiêu mol nè? Dạ là 0,01. Đó. Rồi tiếp tục 11 tới bạn Thanh Trúc. Dạ tới con. Rồi. Dạ là N của LOH3. Dạ là bằng 1 L. Rồi con thấy số không? 1,7. Rồi con bấm màu lớn, tính màu lớn bên ngoài cho nó ra bao nhiêu? Dạ là... Nhôm là... Dạ nhôm là 27. Rồi, oxy. Dạ 27 cộng cho 16. 3. 3. Cộng cho 1. 1 x 3. 1 x 3 là 3. Rồi, nó tính bao nhiêu? Dạ là 78. Ờ, 78 gam trên mol. Ờ, đây thêm 78 vô. Mà con nó ra nhiêu mol? Dạ là con làm tròn nha cô. Mà nó bị rẻ hả? Dạ. Rồi, con làm tròn thôi.
Dạ là gần bằng 0,02. Sắp xỉ đúng không? Rồi. Cũng sao á? Tại vì không có cái trong khóa học của mình không có cái quy ước nào mà tính số môn ra nó không có bị số chạy hoài nha. Nghĩa là con cứ nghĩa là mình cứ đảm bảo là mình thấy khối lượng đúng và mình tính m lớn đúng. Thì nó sẽ ra số môn thôi. Ví dụ như nó không lẻ thì mình ghi không lẻ, còn ví dụ như nó lẻ thì mình làm tròn hai hoặc ba chữ số gì đó ha, chứ không phải là tính ra số môn mà chạy hoài là sai nghe, nó không có nha. Thường thầy cô ra đề á thì thầy cô sẽ hạn chế, có nghĩa là không có để cho số môn nó bị chạy hoài, ví dụ 0,25 hoặc là 0,035, nói chung là khoảng ba chữ số để cho tụi con dễ tính toán. Còn cái chuyện không phải là tính chạy hoài là sai nha. Nó để mai mốt làm bài cái nó ủa sao con tính mon số nó chạy hoài. Rồi tiếp tới bạn Vi, Vi làm con cô 12 Vi. Dạ. Sao lại bây giờ nó không cho khối lượng mà để cho thể tích điều kiện tiêu chuẩn thì công thức là gì con? Mon của CO bằng gì? Mình xài công thức gì mà có thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn vô nè? Dạ là C chia cho 22,4. Chia cho 22,4. Rồi, Cát Tiên ơi. Alo Cát Tiên. Dạ. Bữa rồi, nãy giờ mình xài công thức là mol, xin lỗi khối lượng bằng mol nhân cho mol lớn là một công thức ha. Một công thức nữa Cát Tiên là thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn sẽ bằng số mol nhân cho 22,4. Tức là bữa rồi cô dạy là có hai công thức này nè, được không? Dạ. Thể tích V là thể tích điều kiện tiêu chuẩn, đơn vị là lít, hay đơn vị mặc định phải là lít. Còn N thì là số mol, số mol đơn vị là mol. Còn số 22,4 là con số mặc định ha. Tức là cứ lấy mol nhân 2,4 nhưng mà lưu ý là thể tích V là lít. Rồi, được được hết đi. Dạ được. Rồi. Bạn Vi tiếp tục, cô Vi, thể tích mình thấy vô nhiêu Vi? Dạ là 7,84. Ok, rồi, 2,4 thôi. Rồi con tính cho cô Vi bao nhiêu mol nè? Là ra là 0,35. 0,35 mol. Rồi, tức là tùy vào đề bài, tùy vào cái dữ kiện đề bài người ta cho là thể tích hay người ta cho khối lượng, mình sẽ xài công thức tương ứng nha. Chứ ví dụ đề cho thể tích mà mình ghi khối lượng chia mà lớn thì khối lượng đâu thế, được không? Mình học công thức vậy đó nhưng mà mình phải coi cái dữ kiện đề bài cho mình dữ kiện nào, mình xài công thức gì ha. Rồi quay lại nha, tháng 13 ha. NH3. N của NH3. Thầy công thức gì đây? VNH3. Rồi. Trên 22,4. Rồi, thấy vô. 13,44 trên 22,4. Rồi, bằng 0,6 mol. 0,6. Rồi, ok, thắng. Rồi, được hen, cô 6 bảng cho mình tiếp nha. Rồi, tới câu 14. Tới bạn Phú Yên, bộ cái biết bị lỗi hết ta, nãy giờ cô gọi Phú Yên mà Phú Yên nó mất tiêu à, thấy vô lớp rồi mà. Rồi Di làm giùm cô đi Di. Dạ thưa cô, là mình sẽ đổi, đầu tiên mình sẽ đổi 560ml ra lít. Đúng rồi, đổi về lít trước mới thấy vô công thức được. Vậy từ ml mình đổi về lít mình. Dạ là chia cho 1000. Đúng rồi, chia cho 1000. Nên em mua chia cho 1000. Rồi. Vậy thưa cô là bằng 0,56 lít. Vậy nè, tức là từ lít đổi về, lỗi từ ml đổi về lít là chia cho 1000. Rồi ok nha, sao nữa nha? Dạ thưa cô là NH2 là bằng VH2 chia cho 22,4. Rồi. Thấy vô nè. Dạ thưa cô là bằng 0,56 chia cho 22,4. Rồi. Dạ thưa cô là bằng 0,025. Đơn vị là mol. Mol, số mol thì đơn vị là mol. Rồi, cảm ơn bạn Nhi.
À, tới bạn Thư, bạn dùng cô con 15 Thư. Dạ, dạ con đổi 1792 mg ra lít. Dạ con chia 1000. Đúng rồi, vậy nó ra bao nhiêu nè? Dạ, dạ từ từ nha con. Rồi. Cũng phải được. Dạ thưa cô là 792. Ủa con chia cho 1000 nó ra nhiêu ta? 1,7. Dạ 1,792. À, 792 lít nha. Rồi. Có thể tích điều kiện tiêu chuẩn rồi, lít luôn thì mình thế cho con thử coi. Mol oxy bằng. Dạ bằng VO2 phần 22,4 bằng để con dạ. Dạ. Ừ, dạ thưa cô là bằng 0,08. 0,08 dạ. Đơn vị là để mon. Dạ. Rồi, hãy lưu ý công thức này. Công thức này là công thức tính số mol của một chất khí với lại điều kiện tiêu chuẩn nha. Cái chuyên đề của được coi cho điều kiện tiêu chuẩn hết á. Chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn mình mới xài công thức này. Tiếp. Bài 3. Rồi, bài 3 để còn tính thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn. Rồi, cô các bạn làm ha. Rồi tới các tiên, là dùng câu 1 đi các tiên. Dạ. Thưa cô là MCO2. Thể tích con, để kia tính thể tích. Dạ, dạ thể tích là N của MCO2. Thể tích gì là chữ là chữ V. V của CO2. Rồi mình xài công thức gì? Dạ là V chia N mol. Mol số mol. Mol nhân cho. Mới vô mà con thức tinh chưa lót được con thức không? Rồi, học con thức của cô ha. Rồi, học cho cô con thức tính. Được không? Dạ. Yeah. Về tải cái file bữa rồi á, tải cái file bữa rồi về về máy coi cô lý thuyết rồi con thức nha. Rồi thấy dùng cô mol nhiêu nè? Dạ thưa cô mol là có 0,25. Đúng rồi. Rồi nhân 2,4 thôi. Bấm cô là nhiêu nè? Dạ là 5,6. Rồi 5,6 đơn vị là? Dạ là mol. Quê mà con. V thì đơn vị phải là gì? Lít. Lít là lít. Rồi, cho cô mình ti. Bảo, câu 2 bảo. Dạ. Rồi, V của gì? Dạ, V của O2. O2 bằng. Dạ bằng NO2. Rồi, nhân. Dạ. Dạ bằng 0,15 nhân cho 24,4 cộng 22,4. Rồi, đi đây. Dạ bằng 3,36. 3,36 đơn vị là gì bảo? Đó là đơn vị của mình là gì con? Lít. 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 Còn ví dụ như cô hỏi bao nhiêu ml thì sao bảo? Dạ. Nếu như cô hỏi là cho cô viên tính thể tích nhưng mà đơn vị phải là ml đó thì cô phải làm sao? Dạ. Từ lít mình đổi về ml thì mình làm sao? Dạ cô. Hồi nãy từ ml mà đổi về lít thì mình làm sao? Hồi
rõ gì hết thì con chia cho bao nhiêu? Hồi nãy bạn chia cho bao nhiêu ta? Sao? Hoàng, Thi Hoàng. Dạ. Ơi, từ lít đưa về mi lít sao con? Hả? Lít thở về mi lít nữa con. Dạ, nhân 1.000. Đúng rồi, dạ, nhân 1.000. Ờ, nhân 1.000 vô. Để từ mi lít ở những lít chia ngàn thì lít về mi lít này nhân 1.000 vô ha. Dù đề có hỏi mi lít đó thì mình nhân cho ngàn nữa. Còn đề không nói gì thì cứ để lít thôi. Rồi. Rồi, bạn làm tiếp cho cô ba đi bạn. Dạ. À, V của N2. Rồi, V của N2 thì bằng gì? Là bằng N, N2. Rồi, nhân 22,4. 22,4. Rồi, rồi 2 là nhiêu? Dạ, 21. Ê, 21 đó là gì? Sao? 21 đơn vị là gì con? Dạ, gam. Gam, gam chứ đâu phải mol đâu. Vậy sao thế vô được? Chết rồi. Vậy sao? Vậy thì bây giờ từ cái gam đó con phải tìm cách con đưa về gì? Hả? Khối lượng, gam là đơn vị cũng khối lượng đúng không? Từ khối lượng đưa về mol được không? Dạ được. Được, bằng cách xài công thức gì? Dạ, N nhân mà. N thì bằng gì? N bằng M lớn, M nhỏ chia M lớn. Đúng rồi, tức là mình tìm mol trước đúng không? Mình tìm mol trước, mol thì bằng khối lượng chia M lớn. Rồi thấy vô nè, khối lượng nhiều. Dạ, 21. Rồi, 21, M lớn. Dạ là 2. Ờ 2, M lớn là 2 như bạn. Được không? M lớn nhân 2 tính M lớn nhiêu nào? Ủa, nhìn lộn con. Dạ là 28. À, 28 gam trên mol. Đó, rồi sau khi có mồi lớn con thấy vô đây nè, con tìm nó đang nhiêu mol. Dạ là 0,75. À, 0,75 mol. Rồi sau khi có mol rồi thì mình mới làm sao? Dạ, tính... Tính lại tốt, tức là thấy... Tính hơi khối lượng, khối lượng. Ờ, để họ tính thấy, được ở đây nè, vậy thì mol mình thấy là mol nhiêu? Dạ, 0,75. À, 0,75. Nhân cho 24 đó bằng dạ bằng 16,8. À, 16,8 đơn vị là dạ lít đó. Thì cái dạng này, cái dạng kêu tính thể tích của một chất ký ở điều kiện tiêu chuẩn mà cho khối lượng thì đầu tiên vô là tụi con phải đi tính mol, cho có khối lượng là đi tính mol rồi. Mà muốn tính mol thì tính M lớn gì đó ha, tức là tính M lớn trước nè. Rồi thế vô công thức tính mol, rồi có mol rồi thì mới bắt đầu thế vô công thức có thể tích. Do cái lần phải xài hai công thức á mới tính được nha. Rồi, tiếp. Được không? Được câu 3 không? Mấy bạn hiểu kịp không? Có nghĩa là mình phải xài hai công thức rồi mới tính được cái yêu cầu của đề bài. Chưa? Còn hồi nãy giờ ví dụ như câu 1 với câu 2 là mình xài có một công thức à, là mình tính được liền luôn nha. Rồi, sáu bảng nha. Nè, có mấy câu dạng này luôn nè. Mình làm để mình luyện tập cho mình quen. Rồi, câu 4 tới bạn nào ta? Cái Lộc hả Lộc? Dạ, con. Rồi, câu 4 Lộc. Dạ, ghi công thức đầu tiên nha, đúng không con? V bằng N nhân cho 22,4. Rồi, V bằng N nhân hơn 2,4. Rồi đó. Tuấn Hàng tìm N của CO2. Rồi, tìm N của CO2 là bằng M nhỏ chia M lớn. Rồi. Dạ là bằng 8,8 chia cho từ cô là chia cho 12 nhân cho 16 nhân 2. Rồi thì ghi vô đây luôn đi ha. Ghi vô đây luôn đi. 12 cộng cho 16 nhân 2. Mình khỏi ghi ra một hàng riêng sắp vô công thức luôn. Dạ, từ từ thôi. Dạ, bằng 0,2. À, 0,2 đúng không? Mol. Rồi sau khi có mol là mình thấy được lên đây, đúng không?
Dạ. Rồi cho con xin kết quả là bao nhiêu nè? 44,48. 4,48. 4,48 hả? Rồi. Ủa? Sao? Có không? Dạ. 4,48. Dạ. 4,48. Rồi, lít nha. Rồi, ok. Đọc. Tiếp nhận, tiếp nhận. Câu 5 nhỉ? Alo Nhật ơi. Dạ dạ con. Rồi. Dạ. B của H2 bằng N nhân cho điều kiện tiêu chuẩn. Nghĩ cho điều kiện tiêu chuẩn hả? Dạ 22,4 nè. Rồi. Sao đây có mon? Dạ. Là tìm M lớn luôn. Thấy cho luôn đi con. Mon thì bằng. Dạ mon là bằng không ạ. Con chưa biết. Tìm. Dạ. Bây giờ mờ nhỏ nhiều. M là 0,3. Rồi, mờ lớn tính nhanh được nè. Dạ là 2. Đúng rồi. Mờ lớn của H2 là 2. Rồi, bằng. Để tính đi con. Ờ. Dạ là 30 phần ở lên là 3/20 luôn. Bấm hệ số thật hơn đi con, bấm hệ số 0,7 đi, nhiều. Dạ 0,15. Dạ 0,15, đi thì này dễ hình hơn. Rồi, thế lên nha. 0,15. Nhân cho 22,4 bằng. Dạ là bằng 3,36. Đơn vị là lít. Lít. Dạ lít. Ok. Tiếp. Bạn Ngọc làm dùng cô câu 6 Ngọc. Dạ. Dạ B của NH3 bằng N nhân cho 22,4. Mon nhân cho 22,4. Rồi vậy thì tìm cách tính mon để thấy lên nha. Vậy thì mon là dạ N của N 3 bằng M nhỏ chia cho M lớn. Ok, rồi thấy chưa? M nhỏ. Dạ là 1,7. Rồi M lớn. Dạ là 17. 17 ha. Nitơ là nguyên tử khó là 14 đúng không? H1 rồi bằng 0,7. 0,1. Đúng rồi. Rồi lên. Dạ 0,1 nhân cho 22,4 bằng 2,24. Rồi tiếp. Bạn Trúc là dùng cô câu 7 nha Trúc. Dạ là V của người V của SO2 dạ là bằng N của SOI nhân cho 22,4. Rồi, vậy thì mình đi tìm mon để mình thấy vô ha. Vậy thì mon SO2 bằng. Dạ là bằng M nhỏ chia M lớn. Rồi, thấy rồi. Dạ là bằng 12,8 chia cho. Khoan đi con tính đi con. Rồi. Thấy số vô luôn ơi. Thấy số vô đây. Dạ là 32 nhân cộng cho 16 nhân 2 dạ là bằng 64. Đúng rồi, rồi coi ra nhiêu. Dạ là bằng 0,2 mol. 0,2 mol nha. Nha, rồi thấy lên đây. Đây là dạ là bằng 4,48. Đơn vị là dạ là lít. Rồi, ok. Tiếp, bạn Vi, từ Vi làm dùng cô câu 8 đi từ Vi. Dạ. Dạ là N của V, V của CL2 bằng gì nè? Dạ là bằng N. Nó lớn hơn từ Vi, sao con nghe tín hiệu từ con nhỏ quá hả? Dạ là bằng nhân. Dạ là nhân cho nhân 2,4. Vậy thì con mới đi tính mon cờ lo đúng không? Vậy thì mon cờ lo bằng gì nè? Dạ là em mờ nhỏ chia cho em mờ lớn. Chia em mờ lớn
Rồi thế giờ m nhỏ là giờ là 3.15. Rồi m lớn là bóng của m lớn của cờ lo có bao nhiêu rồi? Dạ là 3.55 nhân cho 2. 35.5 nhân 2 đúng không? Rồi tóm thì nó ra bao nhiêu rồi? Tính nợ chứ. Đúng rồi, tính bạn... mon trước, tính số mon của oxy trước. Rồi, nào bằng gì nè? À, mà nhỏ trên mà lớn. Ồ, câu của con đâu có cho khối lượng, con có cho câu của con cho khối số lượng phân tử kìa. Đúng không? Vậy tự số số lượng phân tử mình đưa về mon thì mình làm sao nhỉ? À, lấy 3.55 chia cho 6 nhân 10 mũ 23. Câu chính con, câu chính. Ủa, 2 nhân 2.4 nhân 10 mũ 23. À, chia cho con số nhiều. Nhân 6 nhân 10 mũ 23. Đúng rồi, đó mới đưa gì mon được. Rồi, nhiêu mon này? Bao nhiêu tháng? Trời ơi, đói rồi. 2.4 chia 6. Ờ. 0.4. Ờ, 0.4 mình muốn ba mình đơn giản rồi, thôi không? Rồi. Có mon tìm thể tích nha. Vậy thì sao thắng? À, bằng n nhân 2.4. Ok. Rồi mình thấy vô thôi nha. Rồi đã bấm máy cho cô xin kết quả ơi. À, bằng 8.96. 8.96. Lớp. Nha. Rồi, vậy là cái này dạng này là mình phải xài cái công thức là lấy số phân tử chia cho 6 nhân 3 để đưa về mon. Mình mới thấy gì công thức được. Rồi, các bạn ha, tiếp theo. Câu 10. Nhi là dùng cô Nhi, đặng Phương Uyên những mít bị lỗi hay gì? À, dạ thưa cô, là đầu tiên mình đi tính n của dạ n của h. À, dạ n của n2. Rồi. Dạ thưa cô, là bằng 4.5 nhân 10 mũ 23 chia cho 6 nhân 10 mũ 23. Rồi. À, dạ thưa cô, là bằng 0.75 mol. À, 0.75 mol. Có mol xong tính thể tích. Oh. Dạ tính thể tích. Rồi, đã có thể tính cô nào. Dạ là bằng n nhân cho 22.4. Ờ, thế giờ. Dạ thưa cô, là bằng 0.75 nhân 22.4. Dạ là bằng 16.8. Dạ lít. Ờ, lít. Rồi, cảm ơn bạn Nhi. Các bạn Thương, câu 11 Thương. Dạ, thưa cô, là bằng n nhỏ của H2. Dạ, bằng 9 nhân 10 mũ 23 chia 6 nhân 10 mũ 23.
dạ tôi đợi cô con tiếp. Rồi. Dạ cô là con ra 1,5. À 1,5. Môn. Rồi có môn mình đi tìm thể tích điều kiện chỗ pH2 bằng. Thưa cô bằng 1,5 nhân cho 2,24. 22,4. Ờ 22,4. Ờ chính xác nha, 22,4 nha. Rồi bấm cô bao nhiêu. Nếu con là 33,6. 33,6 vậy nha. Rồi tính. Rồi ok hơn. Rồi tiên thì cô có 12 tiên. Dạ cô. Rồi. Là tìm N, N nhỏ của CO. Ok. Dạ thưa cô là lấy 0.3 nhân 10 mũ 23 chia cho 6 nhân 10 mũ 23. Dạ thưa cô là bằng 0.5. 0.05. Rồi mon. Dạ. Dạ tìm thể tích V. CO. Dạ bằng N nhỏ nhân cho 22.4. Rồi đó. Tính của cô à. Ra nhiều. Dạ. Dạ thưa cô là bằng 1.12. 1.12. Đơn vị là. Dạ là lít. Ủa ví dụ cô hỏi bằng bao nhiêu ml thì sao ta? Dạ thưa cô là đổi ra. Đổi ra. Đã tính cho cô nếu còn ở ml thì trả lời cô là bao nhiêu ml nhỉ? Cô hỏi sao cô? Tính ml cô. Cô hỏi ví dụ như bây giờ con ra là 1,12 lít là đúng rồi, nhưng mà ý cô hỏi là bằng bao nhiêu ml á? Con bấm máy con trả lời cho cô coi là bằng bao nhiêu ml. Mình lấy 1,12 mình nhân cho bao nhiêu ạ? Dạ 1.000. Bao nhiêu? Dạ là 1.120. 1.120 ml ha. Tập đổi đơn vị, tập đổi đơn vị hay nhóm để ví dụ như đề hỏi mi lít tụi con biết đường đổi nha. Ví dụ mình tính ra tới đây là mình tính là lít không? Mà đề hỏi mi lít mà mình không đổi ra là mình bị mất điểm, mất điểm trong đó rồi nha. Rồi, ok. Tiếp bài 4. Rồi, tới bạn Bảo không? Bảo, đọc bài này làm cô phải Bảo. Dạ. Hãy tìm khối lượng của những đơn chất và hợp chất sau để cùng có số phân tử bằng nhau. Là 0,6 nhân 10 mũ 23. Thì có số phân tử mình tìm cái gì Bảo? Dạ, mình tìm khối lượng. Chưa con, có số phân tử mình mới tìm được cái gì thôi. Số gì? Số mol. Được không? Số mol thì bằng gì? Số mol là bằng M. Không con dựa vào số phân tử nè. Bằng 0,6. Chia cho bao nhiêu? Dạ. Chia cho bao nhiêu con đi đưa nhiều số môn? Chia con số nào? Hả? Nãy giờ sao? Nãy giờ cho số phân tử xong mình tìm lại số môn ta? Lấy số phân tử chia cho con số bao nhiêu? Sáu nhân. Alo Bảo. Dạ. Ủa sao vậy? Hồi nãy giờ cô không hiểu hả? Dạ.
Sao hồi nãy giờ người ta cho số phân tử hoặc số nguyên tử thì mình lấy cái con số đó mình chia cho con số bao nhiêu? 6 nhân 10 mũ 23. À, đáp án của con là bao nhiêu mol? Dạ. Như bảo. Từ từ con. À, tự nhiên. Hả? Nhiêu? Không phải. Phải con hết pin. Cái gì hết pin con? Máy con hết pin hả? Máy tính hết pin hả? Ờ rồi, con phải 1 đúng không nhớ? Tại vì đơn giản mà muốn 23 nè, thì không phải 6 chia 6 là không phải 1. Mon. Nha. Rồi, cảm ơn bạn Bảo. Bạn Hoàng. Hoàng ơi. Dạ nghe. Rồi, bây giờ là cô đã đưa số lượng phân tử về số mon rồi. Người ta kêu là tìm khối lượng của đơn chớp và hợp chớp, đúng không? Để cùng có số phân tử bằng, mà số phân tử bằng nhau thì số mol nó cũng sao? Dạ bằng. Bằng có nghĩa là những cái đơn chớp và hợp chớp này nè ha, nó cùng có số mol là 0,1 mol đó. Đúng không? Người ta kêu mình đi tìm khối lượng. Đâu phân loại cho cô đơn chớp và hợp chớp đâu? Đơn chớp là những đơn chớp nào đâu? Dạ đơn chớp là N2, O2, H2. Đúng rồi, à, còn lại là hợp chất. Rồi nói chung là mình đi tìm khối lượng của những đơn chất và hợp chất này. Biết số mol là 0,1, được không? Tức là người ta cho số lượng phân tử đi con đổi về mol, nghĩa là mol mỗi chất đều là 0,1 á. Vậy bây giờ cho bạn bạn Hoàng chọn một trong trong số những chất này nè, tìm khối lượng đi con, tìm con tìm khối lượng của chất nào. Chọn một trong những chất đó đi, một chất thôi, trong 6 chất. Cái nào quan? N2. Rồi chỗ N2 nha. Đơn chớp rồi bằng. Dạ 0,1. Con thức trước đi con, khối lượng bằng gì? Dạ N. N nhân. Nhân M trước. N2. Ghi công thức trước nha nhóc, mình ghi công thức trước mình thay thế số vô nha. Rồi mol là 0,1. Mol lớn nhiêu con? Dạ 14 nhân 2. Mở mặt luôn nha. 14 nhân 2 rồi bằng. Dạ bằng 2,8. 2,8 gam. Rồi cảm ơn bạn Hoàng. Rồi tới bạn Lộc. Bạn Lộc chọn cho cô một chất tính tiếp cô bạn Lộc. Đừng tính N2 rồi nè. Rồi tới chất nào nữa? O2. O2 hả? Lựa đơn chất tính không à? Vậy cái nào cũng được cô. Rồi thì cô cho chọn mà O2 phải không? À dạ. Rồi bằng là bằng à, là bằng N của O2 nhân cho M lớn của O2. Rồi, tiếp luôn. 0,1 nhân cho 32. Rồi, cái M lớn là bạn tính là bạn lấy 16 nhân 2 bạn ra 32 đó ha. Rồi bằng à, dạ bằng 3,2. À 3,2 gam. Rồi lưu ý nhớ là nếu như rồi nếu như nhóm hỏng có tách ra tính em màu lớn rời ngoài mà nhóm thế vô công thức luôn á thì nhóm nhớ mở mặt đóng mặt giùm cô. Không mở mặt đóng mặt mà trong đây nó có bài tổng cộng nó bị xa nha, nhớ mở mặt đóng mặt giùm. Rồi cảm ơn bạn Lộc. Nếu bạn Nhật chọn chất tính cô tiếp Nhật mời cô chất nào Nhật. Dạ dạ em M của hai của ô hai luôn. Ô hai tính rồi. Dạ thôi ạ. NaCl luôn. Rồi, NaCl bằng. Dạ thì giống không thức của thôi. N của NaCl nhân cho M lớn của NaCl. Rồi. Dạ là bằng 0,1. Dạ nhân cho 14. Natri. Natri. Natri là 23 con 23. Rồi cộng. Dạ. Cộng cho 35,5. Rồi. Con tính. Dạ là bằng 58,5. À 58,5. Dạ nhân cho 0,1. À nhân 0,1 hả? Tính luôn cô ơi. Xin kết quả luôn ơi. Dạ là 580 là ổn không phải?
5,85 rồi. À, giờ dấu 7 có một chữ số đúng không? 5,85 đơn vị là? Dạ là gam. Ờ, là gam. Rồi. Vậy là mình làm được những chất nào rồi nè? O2, N2 phải không? N2O2, NaCl. Rồi, xóa bảng làm tiếp. Rồi, chọn chất còn lại làm tiếp cho cô ơi. Tới bạn nào? Ngọc đi, cô Ngọc. Dạ, CO2. Rồi, tính theo CO2 ha. M của CO2 bằng. Dạ là N2 nhân cho M2. Rồi, mol hồi nãy là bao nhiêu ta? Cô bôi luôn rồi. Dạ, 0,1. Ờ, 0,1. Rồi, M lớn không? Dạ, M lớn là mẫu ngoặc 12 cộng 16 nhân 2. Ờ, ok. Rồi, tấm nhân vô luôn dùm coi. Dạ là bằng 4,4. 4,4. À, mà lớn là 44 đúng không? Dạ. Rồi ok Ngọc, tới Trúc thì giùm cô Trúc. Dạ là con chọn H2. À, con chọn H2 rồi, MH2 bằng. Dạ là bằng NH2 nhân cho M lớn H2. Ok, rồi thấy vô ha, mol là? Dạ là bằng 0,1. Rồi. Nhân cho 2. Nhân cho 2, bằng. Dạ là bằng 0,2. Ờ, 0,2 gam. Rồi cuối cùng, Vy làm dùm con nước đi Vy. Công thức con, mờ bằng. Dạ là gần bằng N của H2O nhân gần cho mờ của H2O. Mờ lớn nha. À, thấy vô mon nhiêu nè? Dạ là mon là 0,1, mờ lớn. Tính từ từ nha, 1 nhân 2 cộng. Xin rồi. Rồi, bao nhiêu nào? Dạ ra 18. À, 18 nhân cho 0,8 ha. Rồi. Vậy thì cái dạng này thật ra là thay vì cho số mol của từng chất phải không? Người ta sẽ gom lại, người ta cho dưới dạng là số phân tử, không? Số phân tử. Thì hả, thấy số phân tử thì mình đưa về số mol thôi ha, bằng cách mình lấy số phân tử mình chia cho 6 nhân 3. Sau đó mình thấy như mong phút mình tính thôi. Rồi, cô xóa bảng nha. Rồi, bài 5. Ờ, quay lại hiên tháng đọc lại là những cô A đi thôi. À, đọc lại đề đó cô. Đúng rồi, con đọc đề con coi làm sao, bạn làm sao? Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi khí sao để chúng cùng có thể tích khí là 5,6 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Rồi, vậy thì mình phải làm sao? Gam MCO2. Ờ, con tính MCO2 phải không? Hỏi khối lượng bao nhiêu gam, tức là ý là hỏi khối lượng á. Thì mình tính mỡ, phải không? MCO2 thì mình xài công thức nào đây Thắng? N nhân M lớn. Ờ, N nhân cho M lớn. Rồi đó thấy vô cô ơi mon nhiêu? Có mon chưa? Để chưa? Chưa, vậy sao thế? M lớn thì mình luôn luôn tính được. Rồi. Dạ, 150.000 hai môn. Đâu ra chữ ạ? Đâu ra số đó? Đó. Dạ, hai môn tổng lại là 150. Dạ. Lấy 5,6 chia 22,4. Đúng rồi, con phải tính số mol này, tức là người ta cho cái thể tích là bao nhiêu đây, mình phải tìm số mol. Số mol mình mới tìm khối lượng đúng không? Thì trước đó mình sẽ đi tìm số mol trước, số mol chung cho tất cả các câu nè, đúng không? Rồi vậy thì xóa ha, tính lại số mol trước. Rồi. Số mol. Thầy có thức gì Thái?
V chia 2, 2,4. Đúng rồi, xong rồi là mol chung cho tất cả các chất trong đề ha. Là 5,6 chia 2,4, rồi như thế. 0,25. À, 0,25 mol. Đó. Rồi mình mới đi tìm cái khối lượng của từng khí mà ứng với mol là 0,25. Cái này như thắng là dùng của câu A đi ha. MCl2. Rồi, mol là 0,25 nè. Mol lớn như thắng. 44. 44, tính nãy giờ muốn phụ của mol lớn. Làm bài tập muốn phụ em mol lớn luôn á. Bạn nhiêu? 11. 11 gì hả? Yeah. Rồi, bên bạn thắng. Ủa bạn Phương Uyên, nãy giờ con có trong lớp không Phương Uyên? Sao cái máy của con bị lỗi hả Phương Uyên? Nãy con thấy bạn Phương Uyên có vô học mà ta. Bạn đó nói bị lỗi mic đó cô. À vậy hả? Bạn đó nói cô, bạn đó nói mà cô không nghe. À rồi rồi, bạn nhắn trong khung chat hả? Phải không? Dạ. Rồi, ok, cảm ơn ha. Rồi Dĩ Nhi là dùng cô đi Nhi. À dạ. À dạ thưa cô, là đầu là mình sẽ tính m của CH4. Rồi. Dạ là bằng n nhân m lớn. Rồi. Dạ cô, là bằng 0,25 nhân 16. À 16 ha. Thấy 12 cộng cho 4 đó. Rồi, bằng bao nhiêu nè? Dạ thưa cô, là bằng 4 gam. Rồi, 4 gam. Rồi, ok bạn Nhi. Nói bạn Thương, con xê Thương. Dạ cô. Thưa cô là MO2. O2 bằng N nhân M lớn. Rồi. Dạ bằng 0,25. Nhân. Dạ nhân cho 16 nhân 2. À, M lớn, mình tính là 16 nhân 2. Rồi, bằng. Dạ bằng 8. Rồi, 8 nha. Rồi, cảm ơn bạn Thư. Các tiên tiếp thì các tiên câu D đi. Dạ thưa cô, là bằng M của N2. Rồi. Dạ bằng N nhân M lớn. Rồi, thế như mình coi. Bằng 0,25 nhân cho 24. Nhiêu con? Nitơ, nitơ nguyên tử khối nhiêu? Dạ nitơ nguyên tử khối là 14. 14, thế sao nữa nè? Dạ nhân 2. Rồi, nhân 2. Thưa cô, là bằng 7. Rồi, 7. Dạ. Rồi, Bảo, câu E, Bảo. Dạ. Câu E. Dạ. M của CL. Dạ, CL 2. Bằng. Bằng N nhân M. Lớn, rồi, thấy vô dùm ơi, mon nhiều. Dạ, 0,25. À, mở lớn chi nè? Mở lớn đó cô. Vâng. Dạ là bằng 35,5 nhân 2. Đúng rồi. Bạn nhiêu nè? Đã bằng 17,75. 17,75, hiểu không? Gam. Dạ. Rồi, ok, thấy không? Rồi, cô 6 bản nha. Rồi. Rồi, mình kết thúc bài tập của cái phần chuyển đổi công thức khối lượng
thể tích và số mol ha. Rồi buổi sau mình sẽ qua nội dung mới ha, điện hóa của chất khí. Ở nhà bạn nào có thích giáo khoa coi bài trước cô ha, để buổi sau cho mình học ha. Hôm nay học có ai có thắc mắc gì không? Cô nói nè, nội dung này quan trọng nha. Cái những cái công thức tính toán này là nó sẽ theo tụi con tới lớp 12 luôn á. Ừ, cho nên là năm nay học lớp 8 rồi. Công thức tính toán đó là phải làm cho kỹ, tức là thuộc công thức, biết chuyển đổi công thức, với lại cái đơn vị nó phải phù hợp nữa. Ví dụ như khối lượng đơn vị phải là gam, thể tích đơn vị phải là lớp gì đó. Nói chung là phải đổi cái đơn vị cho nó phù hợp với công thức nha. Rồi nay mới học có hai công thức, là ít ít buổi sau học thêm hai công thức nữa. Cho nên là học tới đâu thuộc bài tới đó nha. Rồi vậy thôi, nhớ nghỉ ha, để sau mình tiếp. Tạm biệt cả nhóm nha.